Rồi qua part 2 điền vào chỗ trống ha, chọn ABC có cho sẵn, dễ dàng. On Sunday afternoon, Maria likes to around the lake near her house. Maria ở đây người ta cho sẵn cái đáp án là C. Like to walk, đi bộ around the lake near her house. Vào trưa ngày chủ nhật thì Maria thích đi bộ vòng quanh hồ gần nhà của cô ấy. Rồi đi ra hồ làm gì đây? Câu số 6. Maria like to a lot of time at the lake. Ở đây mình có thời gian ha, thì mình sẽ dùng động từ gì phù hợp với nó? Spend a lot of time, trải qua, tức là dành nhiều thời gian ở tại hồ. Còn keep, giữ là giữ thời gian là không phải. Stay time không phải. Rồi câu số 7. The water there is warm and beautifully Nước, quan trọng nhất ở đây danh từ là nước. Nước thì nó làm sao? Nó thứ nhất là nó warm, là ấm. Thứ hai là nó một cách gì mà đẹp đẽ, clear. À ok, nó rõ ràng, nó trong đó các bạn. Water there is warm and beautifully clear. Nước ở đó thì nó ấm áp và nó trong sạch một cách sạch sẽ. Ok, một cách đẹp đẽ luôn. Ok, còn nice này là nó không có phù hợp cho, ở đây gấp beautifully rồi, mà còn nice thì nó bị dư dư. Còn light nhẹ thì không hợp. Rồi câu số 8, in the summer, vào mùa hè, Maria sometimes, ở đây mình có swimming, vậy làm gì? Swimming, go swimming, học ở starter luôn á ha. Go swimming in the lake. Vào mùa hè, Maria thỉnh thoảng thì đi bơi ở hồ. Rồi ở đây mình có câu số 9, some beautiful flowers. Hoa thì nó sẽ mọc near the lake, grow near the lake. Ok, còn sống này dành cho người ha. Stand đứng thì không hợp nghĩa. Câu số 10, when she go to the lake, khi mà cô ấy đi đến hồ, Maria usually take some with her. Đi ra hồ mang theo cái gì? Mang theo đồ ăn thôi. Take some food. Còn nếu mà dish ở đây nè các bạn, thì nó là cái dĩa mà hoặc là món ăn. Thì ở đây nếu mà dùng some á, ở đây thứ nhất nó không có hợp với ngữ cảnh ha. Còn nếu mà bạn để ý ngữ pháp thì some dishes, à nó mới đúng. Meal cũng vậy, meal là bữa ăn, vậy some thì cũng phải meal số nhiều. Còn food là danh từ không đếm được. Cho nên ở đây mình chỉ còn một đáp án đúng về nghĩa luôn, mà về ngữ pháp luôn, đó là A ha. Ok, rồi thầy đọc lại cho các bạn. On Sunday afternoon, Maria liked to walk around the lake near her house. Maria liked to spend a lot of time at the lake. The water there is warm and beautifully clear. In the summer, Maria sometimes goes swimming in the lake. Some beautiful flowers grow near the lake. When she goes to the lake, Maria usually takes some food with her. Rồi xong ha.